Khởi tố nữ quái làm giả hàng loạt giấy đi đường ở Hà Nội. Ngày 17 tháng 9, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã khởi tố một đối tượng để làm rõ hành vi làm giả giấy đi đường. Cụ thể, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Về diễn biến vụ việc, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 10 tháng 9, tổ công tác trực chốt kiểm soát dịch tại khu vực Cống Chèm, phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm phát hiện một xe ô tô đang dừng đỗ chở khách. Qua kiểm tra, lái xe xuất trình 5 giấy đi đường có nhiều biểu hiện nghi vấn bị làm giả nên tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội được Nguyễn Thị Thu Hồng đang làm kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Hồng Hà giới thiệu có thể đưa người từ Hà Nội về quê ở Nghệ An với chi phí 1 triệu đồng một người. Sau khi đồng ý, các đối tượng cung cấp thông tin cho Hồng để Hồng làm giả giấy đi đường với nội dung những người này là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Hồng Hà. Sau đó Hồng chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động về quê Nghệ An thì bị tổ công tác kiểm soát dịch tại Cống Chèm kiểm tra. Tại cơ quan công an, Hồng khai nhận với phương thức thủ đoạn trên, từ ngày 15 tháng 8 đến nay, Hồng đã tổ chức thành công 3 chuyến xe chở 9 người từ Hà Nội về Nghệ An.